Trước sức ép của nhiều culé, ông Bartomeu đã từ chức chủ tịch câu lạc bộ Barcelona cách đây một ngày. Ngoài vị doanh nhân người Tây Ban Nha này, toàn bộ thành viên ban lãnh đạo Blaugrana dưới thời ông làm chủ tịch cũng phải ra đi. Theo tờ Sport, khoảng thời gian trước khi ông Bartomeu rời Camp Nou, mối quan hệ giữa vị doanh nhân người Tây Ban Nha với các cầu thủ Barca rất căng thẳng. Ông Bartomeu thi thoảng gửi tin nhắn lên nhóm WhatsApp của đội. Tuy nhiên, một số cầu thủ thậm chí không phản hồi thông điệp của cựu chủ tịch đội bóng xứ Catalan. Một trong những tin nhắn cuối cùng của ông Bartomeu gửi lên nhóm WhatsApp của Barcelona là cho Pedri. Ông dành sự quan tâm đặc biệt cho tân binh của đội chủ sân Camp Nou. Cách đây một tuần, ông Bartomeu gửi tin nhắn chúc mừng Pedri vì cầu thủ trẻ có khởi đầu mùa giải khá tốt. Ngoài ra, vị cựu chủ tịch Barcelona còn gửi tin nhắn chúc mừng Pedri sau khi tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn ở trận ra mắt tại Champions League, trận thắng Ferencváros. Pedri được coi là một trong những hợp đồng thành công nhất của Barcelona dưới thời ông Bartomeu. Ít nhất đến thời điểm này, tiền vệ 17 tuổi gia nhập đội chủ sân Camp Nou vào hè này với giá chỉ 5 triệu euro. Vừa đến đội bóng xứ Catalan, nhưng Pedri đang có những bước tiến không thể tin nổi. Tâm điểm lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League là cuộc tư hùng giữa Juventus và Barcelona. Chung cuộc, Blaugrana giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ hai pha lập công của Dembele và Messi. Trận thắng Juventus được coi là trận đấu hay nhất của Barcelona dưới thời tân huấn luyện viên Ronald Koeman. Đây cũng được coi là trận đấu hay nhất của Messi ở mùa 2020-2021. Chứng kiến những gì Messi thể hiện, Christian Vieri đã gọi Npunga là Harry Potter của bóng đá. Ngoài ra, cựu tuyển thủ Italia còn cho hay sẽ vứt DVD và không xem bóng đá khi Messi giải nghệ. Một Barcelona đáng kinh ngạc, họ đã có thể ghi 6 hoặc 7 bàn thắng một cách dễ dàng. Thật tuyệt vời, Messi là một ảo thuật gia, cậu ấy là Harry Potter của bóng đá. Khi Messi ngừng thi đấu, tôi sẽ vứt TV đi. Tôi sẽ không làm việc bình luận bóng đá trên TV nữa. Tôi chỉ xem Netflix, bởi vì khi cậu ấy ngừng chơi bóng thì chẳng còn gì để xem cả. Nói về trận Barcelona thắng Juventus, cựu tiền đạo người Italia cho hay: đó chỉ là một thứ bóng đá khác, tôi không hiểu sao họ có thể thua Real Madrid. Chứng kiến những gì họ thể hiện trước Juventus, bạn có thể nói họ không thể thua bất cứ đối thủ nào trong năm nay. Mỗi trận đều khác nhau, nhưng Barcelona như bạn và tôi đã thấy thật không thể tin nổi. Quá tuyệt vời khi bạn có một số 10 như vậy. Thật tiếc là không có cổ động viên nào ở đây để chứng kiến một đội bóng như thế. Mùa giải 2020-2021 còn chưa đi được 1/4 chặng đường, nhưng Liverpool đã liên tiếp phải đón nhận những thông tin rất đáng buồn về lực lượng. Trong số này phải kể đến trường hợp của Virgil van Dijk, cầu thủ có tầm quan trọng cực kỳ lớn trong đội hình của The Kop. Ở trận derby Merseyside với kình địch Everton tại vòng 5 Premier League vừa qua, van Dijk đã dính chấn thương rất nặng sau pha va chạm với thủ môn Jordan Pickford. Ngôi sao 29 tuổi bị tổn thương dây chằng chéo trước, phải lên bàn mổ và gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải này. Đây chẳng khác nào tin sét đánh đối với những người yêu mến đội chủ sân Anfield. Trong bối cảnh đó, bóng đá số đã đưa ra câu hỏi dự đoán vị trí của Liverpool khi Premier League 2020-2021 kết thúc. Đáng chú ý, số đông độc giả của trang lại cho rằng thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch nước Anh dù thiếu vắng đi trung vệ số 1. Thực tế, kể từ sau trận gặp Everton, Liverpool vẫn đang tạm thời đứng vững dù không có Van Dijk. Họ toàn thắng cả hai trận vòng bảng Champions League với Ajax và Midtjylland cũng như trận gặp Sheffield tại Premier League. Ở cả 3 trận này, The Kop mới chỉ để thủng lưới một lần duy nhất. Trên bảng xếp hạng Hoàng Anh, họ cũng đang xếp thứ hai và có cùng điểm số với đội đầu bảng Everton. Các cổ động viên đang đặt rất nhiều niềm tin vào tài liệu cơm gắp mắm của huấn luyện viên Jurgen Klopp, đưa đội chủ sân Anfield đến ngai vàng nước Anh một lần nữa. Chặng đường phía trước còn rất dài, trong khi Liverpool vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm trong cả 3 trận vừa qua. Cần nhớ rằng, Van Dijk có tầm quan trọng cực kỳ lớn trong đội hình của huấn luyện viên Klopp. Hiện tại, ngoài vắng Van Dijk, đội chủ sân Anfield cũng chưa có được sự phục vụ của Juan Matip và Fabinho vì chấn thương. Vì vậy, trước khi nghĩ đến chức vô địch, Klopp cùng các học trò cần những bước đi thật chắc chắn qua từng vòng. Phiên chợ tháng 1 sắp tới, rất có thể họ sẽ phải bổ sung thêm trung vệ để gia cố hàng thủ. Đây được ví là trận chung kết của cuộc đua vô địch V-League 2020 bởi trước 3 lượt trận cuối của nhóm đua vô địch, Viettel và Hà Nội là hai đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng. Do kém đối thủ 2 điểm nên nhà đương kim vô địch Hà Nội buộc phải thắng để tự quyết định số phận của mình trong phần còn lại. Hà Nội có sự hưng phấn lớn với 4 chiến thắng liên tiếp, nhưng Viettel cũng thể hiện lối chơi cực kỳ chắc chắn và hiệu quả ở giai đoạn 2. Sau tiếng còi khai cuộc, cả Hà Nội và Viettel đều thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng. Khi có bóng, cả hai đều sẵn sàng đẩy cao đội hình trên tấn công. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn trong cả 90 phút thi đấu chính thức. Càng về cuối trận, Hà Nội càng đổ thêm người cho hàng tấn công. Nhưng đó cũng là thời điểm Viettel dồn toàn lực cho hàng thủ để bảo toàn tỷ số hòa. Đã có tranh cãi xảy ra ở phút bù giờ thứ 2 khi Romario ngã trong vòng cấm trước tình huống băng ra bắt bóng của thủ thành Nguyên Mạnh.
Tuy nhiên, trọng tài đã không cho Hà Nội được hưởng phạt đền. Với kết quả hòa không đều, Hà Nội không những bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu cuộc đua vô địch mà họ rơi xuống vị trí thứ ba. Lý do là ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Sài Gòn đã vượt qua Than Quảng Ninh với tỷ số 2-1. Như vậy, sau lượt trận thứ 5 của giai đoạn 2, ba đội dẫn đầu chỉ hơn kém nhau một điểm. Cuộc đua vô địch hứa hẹn sẽ còn rất căng thẳng và hấp dẫn ở hai lượt trận hạ màn. Văn Lâm được câu lạc bộ Muông Thông tạo điều kiện đi châu Âu thi đấu. Bài đăng của hãng tin Thái Lan chiều 29 tháng 10 gây sự chú ý với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi trước đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội có ý định mua lại hợp đồng của thủ thành tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Muông Thông United để chuẩn bị cho mùa giải 2021. Chuyện thủ môn Đặng Văn Lâm được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi không phải mới. Đội Á quân V-League 2019 từng đề nghị câu lạc bộ Hải Phòng hồi đầu năm 2019 nhưng không đáp ứng được mức giá. Bên cạnh đó, Văn Lâm cũng có định hướng ra nước ngoài thi đấu sau nhiều thành công ở đội tuyển Việt Nam. Câu lạc bộ Muông Thông United chỉ sẵn sàng bán Văn Lâm nếu nhận được mức giá phù hợp. Tài năng của Đặng Văn Lâm là điều không phải bàn cãi. Lâm đã khẳng định mình là thủ môn hay nhất khu vực Đông Nam Á. Câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ cho Văn Lâm đi châu Âu thi đấu nếu có cơ hội thích hợp. Lãnh đạo đội bóng Thái Lan cho biết, Đặng Văn Lâm đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc ở Thái Lan. Anh vừa giành lại suất bắt chính ở câu lạc bộ Muông Thông United, từng thi đấu ở Nga khi còn trẻ, được ra sân thường xuyên ở giải đấu có chất lượng hàng đầu khu vực khi trưởng thành, được tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên thủ môn giỏi trên thế giới. Lâm Tây chắc chắn có kế hoạch tiến xa trong sự nghiệp.